Alo, vâng, chào cả nhà. Từ khi nằm nơi hay khóc Mình sẽ nghe nhạc mẹ một cha chút xíu dù nha. tôi những bước đi bước chân đầu đời, dấu chân đầu tiên. Rồi khi nhận ra tôi đang dần chạy theo niềm tin cùng những đam mê thì thật xa. Đời dạy tôi biết viết tương lai, thời đổi mới đến nhanh. Ngày cha mẹ cha tôi bước đi, đời làm tôi ngã đau, nhưng khi chỉ muốn trở về, về nơi mái ấm đã tôi từng qua. Nếu thời gian cho tôi nhìn lại, bản nhạc này rất là hay nè, các bạn lắng lòng nghe chút xíu nha. Hai chị Trang, hai chị Thu Tâm, chị Tâm nhớ bản này không? Hai chú tới, mình chào cả nhà. Cái bản này rất là hay và với cái tựa đề là đời dạy tôi. Nào tôi biết nhớ nhung, từ khi nào tôi biết đến yêu, tình yêu đau đớn. Nụ hôn đầu tiên, hình như đã lâu chưa nhớ về. Người quen thỏa xưa mà muốn khi ok và dạ. Trên đôi vai tôi giờ thế nào? Chào cả nhà. Mọi người có thể cho Vân biết là mọi người đến từ đâu không nè, mình cùng nhau giao lưu nè. Trước đây Vân không có thích nghe nhạc lắm các bạn. Mình cứ thấy là mình rất là waste thời gian, rất là uổng thời gian đúng không? Nhưng mà thật sự ra đó, có nhiều lúc á, mình nói về cái bán cầu não phải của mình á, mình không có cho nó hoạt động trong thời gian cũng khá là lâu rồi đúng không? Mình cứ chạy theo cơm áo gạo tiền, tính toán hơn thua rồi được còn mất, nói chung là cả ngày hầu như là mình dùng bán cầu não trái nhiều hơn là bán cầu não phải. Và một thời gian đó thì bán cầu não phải nó sẽ không có hoạt động nữa. Bán cầu não phải là cái gì các bạn? Là mình sáng tạo ha, mình sáng tạo một cái gì đó, mình không có suy nghĩ, mình chỉ có gặp cái gì đó là mình sáng tạo và mình vui vẻ, mình nhộn nhịp. Thì những cái nhạc, những cái nhạc nè, rồi cái gì đó hay đó mình sáng tạo, nó gọi là bán cầu não phải, nó làm việc. Cho nên là
Vâng, thì bây giờ được nghe nhạc nhiều hơn chút xíu, và những khi mà nghe nhạc đó là mình sẽ lắng động để mình nghe thổn thức được nguyên cái bài nhạc, và khi mình thổn thức được nguyên bài nhạc rồi thì mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Và thường thì Vân không có nghe những cái bản nhạc buồn các bạn. Bản nhạc buồn nó sẽ mang cho mình cái tâm trạng buồn và cái tâm trạng không có tốt, cho nên là thường thì Vân nghe những cái bản nhạc là cho mình có năng lượng, dạy cho tôi một cái gì đó hay trong cuộc đời này, thì những bản nhạc đó là những bản nhạc Vân rất là thích. Và khi mình nghe những bản nhạc là mình có một cái tâm trạng sống động hơn, cởi mở hơn, thoải mái hơn, hoạt bát hơn, và mình có năng lượng làm việc cả một ngày các bạn, rất là tuyệt vời. Ok, hôm nay mình trở lại thứ sáu mỗi tuần, mình cố gắng chơi game cùng các bạn để mà một tuần làm việc rất là vất vả đúng không? Thì cuối tuần thì mình sẽ có một buổi để giải trí hoặc là một ngày để giải trí. Mình nên làm điều đó, đừng có để mà sống cả đời chỉ biết cơm áo gạo tiền, biết đi làm rồi xong không biết chuyện gì khác nữa thì mình rất là uổng đúng không? Cho nên là sorry, vẫn còn sủa chút xíu, cho nên hôm nay là mình sẽ cùng chơi game Phantom nhé. Phantom thì như các bạn đã biết ha, for you Phantom, cái này đó là không phải là bói, không phải là cho các bạn mà không biết nha, cái này là không phải là bói toán hay là cái gì hết nha các bạn, cái này nó chỉ có giúp các bạn làm sao để giải tỏa những cái rút mắc trong lòng các bạn ngay tức khắc liền. Thí dụ như bạn có câu hỏi, bạn đặt câu hỏi bằng cách nào tôi có thể cái gì đó ha, bằng cách nào tôi có thể sống an lạc hơn, bằng cách nào tôi có thể giải quyết một cái vấn đề gì đó mà các bạn đang rút mắc và không giải quyết được, thì nó sẽ cho các bạn câu trả lời ngay tức khắc liền, và Vân sẽ thay thế các bạn để sờ nó, bóc nó, cảm nó và cho các bạn cái câu trả lời nhé. Mình cùng nhau chơi nhé, và nếu mà các bạn nào mà có câu hỏi thì các bạn có thể bấm dưới đây cho Vân nhé. Và hôm rồi thì Vân nhận được rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà vì mình hết giờ và mình không có nhiều thời gian cho nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chơi ha. Vân sẽ không có trả lời câu hỏi tiếp tục, nhưng mà nếu mà các bạn nào có đủ duyên thì các bạn cứ cứ comment cái câu hỏi cho Vân nhé, để Vân có thể giúp các bạn trả lời. Ok, rồi mời cả nhà nhé. Những cái game này Vân có tới 3 bộ lận. Cái này là một trong những cái trả lời quick nhất. Mỗi một cái như vậy nó có 33 lá. Nó có gồm một cái hình ha, một cái chữ ha, và một cái câu hỏi, và để có thể trả lời cái câu hỏi cho các bạn. Bắt đầu là bằng cách nào thì nó sẽ có thể giúp các bạn trả lời. Hai chị Thanh Vân, Vân chào tất cả các anh chị nhé. Ai muốn cùng chơi thì các bạn có thể bấm nha, bấm câu hỏi nha. Và khi mà các bạn bấm câu hỏi rồi đó, nhắn câu hỏi rồi, các bạn tập trung vào câu hỏi giùm Vân nhé, để Vân sẽ thay thế các bạn để cảm được cái câu trả lời. Và đây là cái game mà do những người Do Thái họ họ thành lập các bạn nhé, họ làm ra. Và họ giống như những người thần đồng gì đó, genius gì đó, họ rất là giỏi, rất là giỏi. Và họ chụp, họ làm cả 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 bao nhiêu, không biết là bao nhiêu chục ngàn tấm hình họ mới lọc ra được một vài tấm như thế này để trả lời những câu hỏi của mình nhé. Ok, chú tới ha. Hồi đầu tiên con thấy chú tới hỏi cái câu là bằng cách nào giúp cho tôi kiếm tiền để trang trải cuộc sống khó khăn hiện nay. Câu hỏi là bằng cách nào để cho chú tới Lê có thể kiếm tiền để trang trải cuộc sống khó khăn hiện nay. Bằng cách nào cho chú tới Lê kiếm được tiền để trang trải cuộc sống khó khăn hiện nay. Đây là cái tấm hình ha, tấm hình nha. Chữ ha. Oops. Chữ cũng là 33 chữ các bạn nhé. 33 chữ. Và cũng vậy ha. Bằng cách nào để cho chú tới Lê có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống hiện nay. Sự khởi xướng ha. Chữ là sự khởi xướng. Hai chị Bích Trâm. Hello bạn Hải Yến.
bằng cách nào để Chúa tới lê có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống hiện nay? Câu hỏi: những giấc mơ của tôi là gì? Ok, rồi. Ok các bạn, đây là câu trả lời ha. Tấm hình nè, sự khởi xướng nè, giấc mơ của tôi là gì ha. Theo con đó là chú dựa theo những cái này con bóc được cho chú đó, là cái câu trả lời mà con nghĩ đó là không biết là chú đang muốn làm cái gì nha. Cái này con không có biết nha. Muốn làm cái gì nha, nhưng mà bắt đầu bởi một người đàn bà ha, một người đàn bà hướng dẫn chú, đang chỉ dẫn chú làm một cái gì đó nha. Và chú nên khởi xướng chú nha, bắt đầu từ một người phụ nữ, một người phụ nữ hướng dẫn cái gì đó con không biết nha, đang chỉ hướng dẫn chú làm một cái gì đó, và nên bắt đầu từ cái sự khởi xướng chú nha. Và cái câu hỏi là những giấc mơ của tôi là gì, những giấc mơ tôi là gì ha, thì trong người chú đang có những giấc mơ là cái gì? Thí dụ như là chú đang mơ là chú có thêm tiền nữa để cho gia đình của mình, để nuôi sống gia đình, để mình có cuộc sống sung túc hơn, thì bắt đầu cái cơ hội nó là một người phụ nữ sẽ hướng dẫn chú làm một cái gì đó, thì chú phải khởi xướng, chú phải khởi xướng thì chú mới đạt được cái ước mơ của chú nha chú nhé. Đây là nó hiện lên rất là rõ ràng, con chỉ có đọc trong cái này thôi chú nha. Và con hoàn toàn không biết là chú đang cái gì đó khởi xướng cái gì ha, hoặc là cơ hội gì nó đã đến với chú rồi nè ha, nó đã đến rồi và có người đang hướng dẫn chú rồi, đang chỉ dẫn chú rồi nè, nhưng mà chú phải khởi xướng thì mới đạt được cái giấc mơ của chú, và chú phải biết rất rõ là giấc mơ của chú là cái gì chú nhé. Ok rồi, rất là chuẩn ha, nó hiện lên rất là rõ chú nha. Nếu mà chú là các bạn nào mà Vân trả lời mà thấy hợp tình hợp lý á, các bạn các bạn comment giùm Vân ở dưới nhé, comment là cái cảm nhận của các bạn từ những cái game này như thế nào nhé. Câu kế tiếp của bạn Phạm Phương là bằng cách nào cho tôi trở thành một người lãnh đạo giỏi trong tháng 8 2019? Có nghĩa là tháng 8 em mới trở thành người lãnh đạo giỏi đúng không? Bây giờ thì chưa hả? Phải là tháng 8 2019 hả? Ok. Bằng cách nào Phạm Phương có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi tháng 8 2019? Ok, bằng cách nào Phạm Phương có thể trở thành người lãnh đạo giỏi tháng 8 2019? Để chờ dần Vân chút xíu, Vân chờ chút xíu nhạc vô nhé. Chờ chút xíu nhạc để mình relax chút xíu, nhẹ nhàng chút xíu nhạc. Ok các bạn cứ bấm câu hỏi nhé. Ok rồi, trở lại với bạn Phương nhé. Bằng cách nào tôi trở thành một người lãnh đạo giỏi trong tháng 8 2019? Ui trời ơi, sao hai người này, hai người bóc cùng một lá nha, và không biết hai người có cái gì tương tác nhau nha, mà bóc cùng một tấm nha. Bằng cách nào Phạm Phương trở thành một người lãnh đạo giỏi tháng 8 2019? Đừng nói bóc cùng một chữ nó mới ghê nha. Lòng biết ơn, hình như cái chữ này nó đi theo em hoài hay sao á, không? Lòng biết ơn. Thì trong đây nó có mỗi một cái gì, nó có 33 lá nha. Bằng cách nào Phạm Phương có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi trong tháng 8 2019? Tôi đã thành công ở lĩnh vực nào? Đây là câu hỏi. Ok, câu hỏi nó là bằng cách nào Phạm Phương có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi trong tháng 8 2019? Đây là câu trả lời nha.
Một người lãnh đạo giỏi phải biết đường hướng, phải biết kỹ năng kiến thức để mà hướng dẫn cho người khác nha, để mà chỉ dẫn cho người khác, để mà hướng dẫn cho người khác em nhé. Phải có kỹ năng kiến thức để mà chỉ đường dẫn lối cho người khác, và luôn sống với cái lòng biết ơn em nhé, luôn sống với cái lòng biết ơn. Biết ơn cái gì đó ha, biết ơn người đưa em cơ hội, biết ơn cơ hội gì đó, biết ơn những tiếng dưới của mình, biết ơn cái gì đó ha, sống với cái lòng biết ơn. Và mình nên triển khai cái gì đó mình đã thành công rồi, tôi đã thành công ở lĩnh vực nào rồi, tôi giỏi về cái gì, tôi thành công về cái gì rồi, và tôi sẽ triển khai phát triển cái lĩnh vực thành công của tôi để đột phá cái đó, để trở thành những cái khác nha. Ok, đó là câu trả lời ha. Nhá, phải có kỹ năng kiến thức mới hướng dẫn được người ta nhé. Sống với lòng biết ơn và đột phá, phát triển, triển khai những cái gì mình giỏi nha, thì mình đạt được những cái gì mình muốn. Ok. Mỗi một cái nó có một cái, tùy theo cái câu hỏi nó có cái câu trả lời khác nhau, mặc dù cái hình nó là như vậy các bạn nhé. Bạn Phi Hải Yến, bằng cách nào tôi có một công việc ổn định và có tiền chân chính? Các bạn cảm giùm Vân cái câu trả lời, cái câu hỏi của các bạn nha. Các bạn nào đặt ra các bạn cảm giùm nhé. Bằng cách nào tôi có một công việc ổn định và có tiền chân chính? Bằng cách nào bạn Phi Hải Yến có được một công việc ổn định và có tiền chân chính? Ok, tấm hình này nhé. Bằng cách nào bạn Yến có được một công việc ổn định và có tiền chân chính? Chữ những cơ hội. Bằng cách nào bạn Yến có được một công việc ổn định và có tiền chân chính? Tôi muốn từ bỏ gì trong thời điểm này? Ok, đây là câu trả lời ha. Okay. Đây là một cái tấm hình của một người phụ nữ đang bơi, nhưng mà đeo cặp mắt kính mát để bơi, chứ không phải là bơi cặp bằng cặp mắt kính lội nha. Và đang có ai đó níu kéo đằng sau hay sao đó, cái tay là đi ngược về phía sau nha, đang hướng về phía trước, đang tìm những cơ hội nó đến với mình nha. Và đã có cơ hội nó đến rồi, nhưng mà em lại đang bị trùng bước là bởi một cái chuyện gì đó không biết nữa. Cơ hội nó đã có rồi, việc làm hay cơ hội gì đó nó đã có cho mình rồi, nhưng bởi vì em đang còn cái gì đó mà em chưa từ bỏ, em chưa từ bỏ được nha, em chưa buông được, cho nên là em vẫn còn bị lôi kéo bởi một cái gì đó ha. Cái tay nó đang bị nắm ngược về sau này ha. Cho nên em cần phải biết rất rõ là em muốn buông cái gì, muốn bỏ cái gì. Tôi muốn bỏ cái gì trong thời điểm này? Đây là câu hỏi nha. Nè, bạn đưa cho kỹ nha. Cho nên là bạn phải coi, nhìn tấm hình cho kỹ nha. Đây là tấm hình ha. Cặp mắt kính mát và cái tay là bị đang kéo lại, có nghĩa là cơ hội đã tới rồi, đang có những cái cơ hội đã tới với mình rồi, nhưng mà mình vẫn còn cái gì đó mình kẹt, mình chưa có buông xuống được những cái cũ, thì mình sẽ không nắm được cái mới nha em nhé. Ok rồi, cho nên là mình cần phải biết là mình buông bỏ cái gì thì mình mới đạt được những cái mới, chứ cái gì mình cũng muốn nắm hết thì chắc chắn mình sẽ không có đạt được những cái mình muốn. Cần phải buông bỏ một số gì đó mới đạt được cái khác nha. Không thể nào mình có hai tay mà mình muốn nắm thiệt là nhiều cái thì kết quả nó sẽ không có. Tập trung một cái gì đó nó sẽ ra cái kết quả, còn nếu như mà nhiều cái quá thì chắc chắn nó sẽ không ra. Bằng cách nào em có thể có sức mạnh để lo chu toàn cho gia đình và cho gia đình, cho hai con? Bạn Trần Hạnh Hiền, bằng cách nào em có thể có một sức mạnh để lo chu toàn cho gia đình, cho hai con?
Trần Hạnh Hiền bằng cách nào. Trần Hạnh Hiền có một sức mạnh để lo chu toàn cho gia đình và hai con. Đây là tấm hình em nhé. Bằng cách nào Trần Hạnh Hiền có được sức mạnh để lo chu toàn cho hai con? Sự lựa chọn. Hey. Bằng cách nào Hiền có sức mạnh để lo chu toàn cho hai, cho gia đình và hai con? Tôi đang đối phó với thử thách gì bây giờ? Ok, đây là cái trả lời ha. Em thấy cái tấm hình này ha. Oops. Tấm hình này là chiếc giớ. Một chiếc giớ này, chiếc giớ kia, có nghĩa là em cần phải làm những chuyện gì em chưa bao giờ làm. Chưa bao giờ làm ha. Vì người mà mang chiếc giớ ngược này á, thì đâu có ai. Chiếc giới này, chiếc giới kia thì đâu có bao nhiêu người mà làm được đâu, đúng không? Thì em cần phải đột phá cái gì đó trong em, làm những chuyện chưa bao giờ làm. Chưa bao giờ làm ha, chị không biết là cái gì, nhưng mà em cần phải đột phá chính em, làm những chuyện chưa bao giờ làm. Và em có sự lựa chọn. Ok, khi mà em muốn làm cái gì rồi đó thì em cứ làm đi nhá. Phải đột phá, mình phải làm những cái gì mà chưa bao giờ làm. Mình có sự lựa chọn, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, rất là rõ ràng ha. Và mình đang đối phó với thử thách gì ngay bây giờ? Em đang đối phó với cái gì ngay bây giờ? Chuyện gì xảy ra đến với em? Cái khó khăn gì đến với em? Em đang đối phó cái gì? Em có cái sự lựa chọn. Mình ngồi tĩnh tâm lại, mình coi cái gì mình cần làm, cái gì mình nên làm, cái gì tốt, cái gì không tốt. Và mình nên thử thách bản thân của mình, làm những chuyện chưa bao giờ làm. Chưa bao giờ làm nhá. Mang giới, chiếc đực, chiếc cái, chiếc này, chiếc kia, làm những chuyện mà không ai dám làm và cũng chưa bao giờ làm, là mình có thể đột phá được chính mình ha. Làm cái gì đó mình có thể đột phá được chính mình. Và khi mình có một cái lý do mà mình cần làm, lý do đủ mạnh đó, thì mình sẽ vượt qua tất cả các khó khăn em nhé. Cái sức mạnh thì mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn. Bạn Hải Yến Nguyễn, bằng cách nào để xây dựng được hệ thống tốt trong tháng 6 này? Hệ thống gì em? Hệ thống kinh doanh hay như thế nào? Chị không biết hệ thống gì nha. Nhưng mà theo câu hỏi của em, các bạn cho câu hỏi rõ chút xíu nha. Cho câu hỏi rõ chút cho Vân nhé. Bằng cách nào để bạn Hải Yến có thể xây dựng được hệ thống tốt? Hệ thống tốt là như thế nào? Bạn có bao nhiêu người? Nếu bạn kinh doanh thì bạn muốn bao nhiêu người trong hệ thống của mình? Cho câu hỏi rõ một chút nha. Bằng cách nào để bạn Yến có thể xây dựng được tốt? Ok, đây là cái tấm hình nhé. Tốt hệ thống trong tháng 6 này. Bằng cách nào bạn Yến có thể xây dựng được hệ thống tốt trong tháng 6 này? Sự khởi xướng, phải làm việc nhé, phải nỗ lực làm việc, phải khởi xướng nha. Bằng cách nào bạn Yến có thể xây dựng được hệ thống trong tháng 6 này? Làm với niềm đam mê nhé. Tấm hình nè, tấm hình nè. Cứ làm đi, nhắm mắt nhắm mũi mà làm đi nha. Và không biết bạn đang làm cái gì, nhưng mà nhắm mắt nhắm mũi làm đi. Đừng có nhìn tới người ta phải nói cái gì, cái này cái kia cái nọ gì hết á. Không cần biết người ta nói cái gì, cứ nhắm mắt nhắm mũi, bịt mắt mà đi tới mà làm. Khởi xướng, phải bắt đầu nha. Làm cái gì đó phải bắt đầu. Ok, mình phải bắt đầu thì mình mới có được nha. Và mình làm với một cái niềm đam mê nha. Tôi đam mê làm cái gì? Thí dụ như bạn kinh doanh về bên khỏe trẻ đẹp đi, rồi bạn phải đam mê về những cái sản phẩm, hoặc đam mê về đi giúp người thì bạn mới làm được nha. Làm với lòng đam mê, phải bắt đầu và nhắm mắt mà cứ làm nhá. Nhắm mắt mà làm tới đi, đừng có lo gì người ta nói cái này cái kia cái nọ hết. Ok, đó là câu trả lời cho bạn ấy. Bằng cách nào để có sức khỏe, kiếm công việc ổn định, tạo kinh tế gia đình và lo cho cha mẹ chồng con? Cái này nhiều nhiều quá nha, 2, 3, 4 câu hỏi nó nhập chung nha các bạn nha. Bạn Hồng Hạnh nha, một lần một câu hỏi thôi thì nó cho mình cái câu rõ nha. Còn cái này, bằng cách nào có sức khỏe mà kiếm công việc ổn định, tạo kinh tế cho gia đình, lo cho cha mẹ, là 4 câu hỏi lần nha. Vân sẽ trả lời một cái nha. Một cái nào đó mà bạn cảm thấy nó quan trọng thì bạn sẽ hỏi. Có thể là bằng cách nào có thể kiếm được công việc ổn định,
nha, bằng cách nào có được công việc ổn định cho bạn nha. Tại vì đây là bốn câu hỏi nó vô một cái comment nha. Bằng cách nào bạn Hồng Hạnh có thể kiếm được công việc ổn định, có công việc ổn định nha. Nên sẽ trả lời một câu thôi nha. Ok, đây là tấm hình nha. Bằng cách nào bạn Hồng Hạnh có công việc ổn định? Sự rủi ro. Bằng cách nào để bạn Hồng Hạnh có được công việc ổn định? Điều gì đang níu kéo tôi lại? Ok, đây là câu trả lời nhé. Tấm hình nè, đây là tấm hình ha. Một người phụ nữ đang đứng giữa một cái, có thể là một cái công viên hay một cái sân vận động gì, dưới có rất là nhiều người và đang la lên với một cái sự khởi sướng rất là sung sướng ha, với một cái sự chiến thắng hay là cái gì đó rất là sung sướng, làm những cái chuyện mà người khác không làm được, ít có ai dám làm. Và nếu như bạn muốn bằng cách nào bạn có thể kiếm được công việc ổn định thì bạn sẽ là cái người làm những việc mà người khác không dám làm hoặc là ít có ai dám làm, la lên trước đám đông, tôi có được công việc rồi, công việc rất là tốt hay là như thế nào đó ha, là mình làm những chuyện mà người khác không dám làm. Nhưng để mà làm như vậy thì hình như là có cái điều gì đó đang níu kéo bạn, bạn không dám, bạn đang lo lắng một cái gì đó, vẫn không biết nha, bạn đang lo lắng là có rủi ro khi mà công việc đến với bạn, khi mà cơ hội nó đến với bạn rồi, bạn có thể làm, trong khả năng bạn có thể làm, nhưng mà bạn lại sợ, bạn sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ, sợ rủi ro, rồi sợ cái này, sợ cái nọ, không biết là bạn đang sợ cái gì. Nhưng mà sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ. Thì khi mà những cái sự sợ đó nó sẽ níu kéo mình lại, nó không cho mình tiến tới nha. Nó không cho mình tiến tới làm những cái chuyện mà đột phá chính mình, làm những chuyện mà thành công trong công việc của mình. Cho nên là bạn ngồi xuống và bạn coi bạn đang lo cái gì, bạn đang sợ cái gì. Thì khi bạn biết được là một cái điểm yếu của mình là cái gì rồi thì mình sẽ đột phá cái điểm yếu của mình ha. Có thể là lần sau hoặc là nếu mà lần này được thì bạn có thể hỏi thêm một cái câu nữa là bằng cách nào tôi có thể vượt qua cái nỗi sợ hãi. Nếu mà Vân nói đúng trong cái tấm hình này nha, cái câu trả lời này, thì Vân đang thấy là bạn đang lo cái gì đó, đang sợ cái gì đó, và cái lo cái sợ đó nó sẽ níu kéo mình lại, không có cho mình thành công trong công việc của mình nha. Ok, làm thế nào để bắt đầu say mê công việc mình chưa làm? Ủa, chưa làm sao say mê được em? Điên Phạm, câu hỏi này nó hơi complicated nha, nó hơi mâu thuẫn chút nha. Công việc chưa làm sao mê được? Có thể là nói là bằng cách nào em có thể bắt đầu để đam mê công việc mới? Bằng cách nào em có thể đam mê công việc mới? Thì cái đó là nó chuẩn hơn. Là làm thế nào để bắt đầu và say mê công việc mình chưa làm thì nó không có rõ. Em có thể đánh lại giùm chị nha. Bằng cách nào em có đam mê trong công việc em sắp làm? Thí dụ như vậy ha, nó rõ hơn và giúp Vân cho câu hỏi rõ giùm Vân nhé. Nếu mà không rõ thì Vân sẽ không có trả lời nhé. Và các bạn ơi, mình sẽ dành cho những bạn mà có câu hỏi rồi, có câu trả lời rồi, thì Vân sẽ dành cho mấy cái bạn mà chưa nha, nếu mà Vân còn thời gian nữa, vì Vân có một tiếng chơi với các bạn thôi, 10 giờ Vân có hẹn. Vân còn thời gian nữa thì Vân sẽ trả lời câu thứ nhì cho các bạn nhé. Em bằng cách nào, chị Phương Đỗ, bằng cách nào tôi bán được cổ phần của tôi tại công ty Vinh Kiểm hả? Bằng cách nào chị Phương Đỗ có thể bán được cổ phần tại công ty Vinh Kiểm? Bằng cách nào chị Phương Đỗ có thể bán được cổ phần? Ok, đây là tấm hình nhé. Bằng cách nào chị Phương Đỗ có thể bán được cổ phần tại công ty Vinh Kiểm?
kết quả bằng cách nào? Chị Phương Đỗ có thể bán được cổ phần tại công ty Vinh Kiểm, đây là thời điểm để khởi xướng việc gì? Ok chị, em không biết là chị bán cổ phần cái gì nha, nhưng mà thứ nhất là đây là cái tấm hình nó hiện lên, là cái tấm hình của một người cực nha. Cực nhưng mà có kết quả. Cực có nghĩa là chị sẽ vất vả trong những gì chị muốn đó. Chị sẽ vất vả. Chị sẽ vất vả, có thể là chị làm cực hơn, chị kiếm người bán hay là như thế nào đó, mà cực và vất vả. Nhưng mà nếu mà chị cố gắng nha, cố gắng sẽ có kết quả tốt. Và đây là thời điểm để chị khởi xướng một cái việc gì đó mới chị nha. Đây là thời điểm khi mà chị bán được cái cổ phần chị rồi đó, chị có kết quả nha. Bán được, nhưng mà chị cực, chị phải gian nan đi kiếm người bán hay cái gì đó ha, em không biết, nhưng mà phải cực với nó một thời gian rồi mới bán được. Và đây là cái thời điểm để chị khởi xướng một cái việc gì mới đó, em không biết nha, một cái việc gì mới đó. Ok, đó là cái câu trả lời nha. Bằng cách nào, bạn Hoàng Hương, bằng cách nào để tôi thành công trong kinh doanh với công ty New Skin? Thành công là thành công như thế nào nhé? Nếu mà thành công đối với bạn, thành công là như thế nào? Thí dụ như thành công là kiếm được 5.000 đô một tháng, thành công là kiếm được 100 triệu một tháng, hay là như thế nào? Mình phải biết như thế nào, thành công như thế nào ha, thì mới rõ hơn. Còn nó mà thành công chung chung thì nó sẽ không có rõ lắm. Nhưng mà mong cũng trả lời cái này nha. Nhưng mà lần sau các bạn hỏi, các bạn rút kinh nghiệm nha, cho nó chắc chắn chút xíu thì mình sẽ trả lời cái câu trả lời nó mới tuyệt vời. Bằng cách nào bạn Hương Quảng có thể thành công với công ty My Skin? Okay, đây là tấm hình nha. Các bạn nào mà đã có câu trả lời rồi mà thấy ưng ý, các bạn bấm cho Vân cái cảm nhận ở phía dưới giùm Vân nhé, để Vân biết là cảm nhận của các bạn như thế nào. Bằng cách nào bạn Hương Hoàng có thể thành công cho công việc New Skin? Sự dấn thân, phải dấn thân nhé, phải làm nhé. Bằng cách nào bạn Hương Hoàng có thể thành công với công việc New Skin? Giấc mơ của tôi là gì? Ok, câu trả lời nha. Đây là một người đàn bà lớn tuổi, mặc áo rất là sặc sỡ, ăn cà rem, đã nói lên là làm những cái chuyện mà người khác không dám làm, không dám làm nha. Một người đàn bà mà lớn tuổi rồi, da dẻ nhăn nheo hết rồi, mà đeo mắt kính màu cam, ăn cà rem màu cam và mặc áo màu đỏ, có nghĩa là làm những chuyện mà người khác không dám làm, không dám làm nha. Làm những chuyện mà không mấy ai dám làm nha, phải dấn thân nha, mặc kệ ai nói cái gì nói, bà già này già mà không nên nết, hay là bà già này già mà giống con nít, hay là cái này cái kia, người ta sẽ nói, người ta sẽ dị nghị lời này lời kia lời nọ. Nhưng cái quan trọng là bà này bà không có để ý tới, và bà không có quan tâm tới, và bà thích cái gì thì bà làm cái đó. Cho nên là làm những chuyện người khác không dám làm, và không để ý tới bất kỳ ai nói cái gì, nói ra nói vô. Chữ là mình phải dấn thân vào nha, mình phải nỗ lực dấn thân. Và mình phải coi giấc mơ của mình là cái gì, những giấc mơ của tôi là gì. Ok, cái why của tôi, cái lý do tại sao tôi muốn đạt được cái mục tiêu của tôi, tại sao tôi muốn thành công với công việc của tôi, giấc mơ của tôi là gì, thì mình phải luôn luôn nhớ vào cái giấc mơ của mình, vấn thân vào và nỗ lực làm, nhưng không cần biết ai nói cái gì thì mình mới sẽ thành công em nhé. Ok. Bạn Phí Hải Yến nói cảm ơn chị rất đúng với tâm trạng hiện nay. Okay. Mọi người có một câu hỏi, các bạn cứ đánh câu thứ nhì đi, nếu mà không có ai mới thì Vân sẽ bắt cái câu thứ nhì của các bạn nhé. Các bạn có thể đánh cái câu thứ nhì đi, nếu mà không có ai mới thì Vân sẽ trả lời câu thứ nhì. Nếu mà còn giờ nhé,
tháng 6 công việc thành công, thu chị cho đủ đỡ lộc cho gia đình mình. Chị Võ Sương ơi, em không hiểu câu hỏi nha. Cầu tháng 6 công việc thành công, thu chị cho đủ đỡ lộ cho gia đình mình. Câu hỏi không rõ ràng, em sẽ không trả lời nha. Đánh lại câu hỏi giùm em, câu hỏi không rõ. Cầu tháng 6 công việc thành công, thu chị cho đủ đỡ lộ cho gia đình mình. Không, câu hỏi bạn đặt giùm Vân là bằng cách nào nha? Bằng cách nào tôi có thể gì đó ha. Còn vậy thì Vân không có trả lời được vì không có rõ. Ok. Rồi, Vân sẽ không thấy bạn nào có câu mới thì Vân sẽ trở ngược lại. Và cái câu thứ nhì của các bạn là câu gì, Vân sẽ trở ngược lại nhé. Bạn Hải Yến Nguyễn, bằng cách nào tôi bán được 100 triệu tiền hàng mỗi ngày? Bằng cách nào bạn Hải Yến có thể bán được, bán cái gì không biết nữa, bán hàng hay bán cái gì nhá, bán 100 triệu mỗi ngày nha. Bạn có thể, các bạn có thể đánh câu thứ hai nha, nếu không có ai mới thì Vân sẽ trở ngược lại nhá. Ok, bằng cách nào bạn Hải Yến có được 100 triệu tiền hàng mỗi ngày hả? 100 triệu tiền hàng mỗi ngày. Tấm hình nha. Bằng cách nào bạn Hải Yến có 100 triệu tiền hàng mỗi ngày? Những cơ hội. Okay. Bằng cách nào bạn Hải Yến có 100 triệu tiền hàng mỗi ngày? Tôi muốn từ bỏ việc gì trong thời điểm này? Những cái gì em làm đó chị không biết nha. Nhưng mà sẽ có người dị nghị, nó ra nó vô, nó tới nó lui cái gì đó ha. Nhưng mà em phải bịt mắt bịt mũi và giả nai làm ngơ hay cái gì đó ha, để tiếp tục làm những cơ hội gì đó nó đến với mình, những cái gì đó nó mình đang làm ha. Tất cả những cơ hội đến với mình đó thì mình phải nỗ lực và làm với một cái tâm trạng là đừng có nghe những cái thị phi ha. Phải chống chọi lại cái thị phi bên ngoài, những xung quanh, những cám dỗ hay là những cái gì đó mà nó tiêu cực bên ngoài đó. Em sẽ bịnh cái tai của mình và em cứ tập trung vào cái gì em đang làm, cái cơ hội gì em làm. Và tôi muốn từ bỏ những gì trong thời điểm này, những cái gì mà tiêu cực, những cái gì mà thách đố em, những cái gì mà tiêu cực á, nói những cái lời không hay đó, là em cần phải từ bỏ những cái đó nha. Từ bỏ những cái đó và tập trung vào những cái cơ hội, những cái mục tiêu của mình. Bụm tai, bụm mắt, bụm cái gì đó ha, mà mình không muốn nghe, không gì đó, thì mình sẽ đạt được những cái mình muốn nha. Okay. Để mình coi có câu mới hay không nhé. Ok. Bạn Thảo Trầm, ai mà Vân đã trả lời rồi, các bạn cho Vân thấy cái cảm nghĩ của các bạn nha. Câu trả lời của các bạn như thế nào, các bạn cho Vân biết cái cảm nghĩ. Bằng cách nào tôi có thể thành công với công việc Nu Skin? Thành công các bạn, thành công với các bạn là như thế nào? Thí dụ như thành công dùng sản phẩm mà khỏe cũng gọi là thành công nha. Sản phẩm có thể giúp mình cũng gọi là thành công. Hoặc là mình có thể kiếm được 3.000, 5.000 thêm cho gia đình của mình cũng gọi là thành công. Hoặc là kiếm được 10.000, 20.000, bao nhiêu đó cũng gọi là thành công. Thì thành công với mỗi người nó khác nhau. Cho nên bạn cần cho Vân cái câu trả lời, cái câu hỏi rõ chút xíu là thành công đối với bạn là như thế nào nha các bạn nhé. Thì nó mới hưởng ứng cho các bạn rõ ràng nhé. Cái này Vân hồi nãy Vân đã có nói rồi, nhưng mà Vân sẽ trả lời, nhưng mà các bạn mà đưa câu hỏi không có rõ thì chắc chắn sẽ trả lời không có rõ các bạn nhé. Bằng cách nào để Thảo
Thảo Trầm có thể thành công với công việc nuôi skin. Ôi trời ơi, cái tấm này linh thế. Ok nha. Giống như bạn Hải Yến, bằng cách nào để bạn Thảo Trầm có thể thành công với công việc nuôi skin? Lòng biết ơn, bằng cách nào bạn Thảo Trầm có thể thành công với công việc nuôi skin? Đây là thời điểm để khởi xướng. Ok. Đây là cái tấm hình ha. Tấm hình mà em sẽ bắt đầu với cái lòng biết ơn em nhé. Lòng biết ơn. Làm bất cứ cái gì với cái lòng biết ơn thì cái kết quả nó rất là tuyệt vời. Và giống như Vân nói hồi nãy, bịt mắt, bịt mũi, bịt tai. Okay. Bịt lỗ tai lại, đừng có nghe ai nói ra nói vô nói này nói kia. Mình sẽ, người ta sẽ nói cái này cái kia cái nọ nha. Nhưng mà mình sẽ không có nghe, và mình sẽ tiếp tục làm những cái gì mình đang làm và mình cảm thấy đúng, và mình luôn làm với cái lòng biết ơn. Và đây là cái thời điểm để khởi xướng cái việc gì đó mà bạn đang muốn. Thí dụ như bạn đang muốn thành công với Nui Skin, okay, thì đây là cái điểm mà bạn cần phải khởi xướng, bạn cần phải bắt đầu thì bạn mới thành công được. Bắt đầu với lòng biết ơn, bụng tay lại, ai nói gì kệ em ta. Ok, thì tiến tới tập trung vào cái mục tiêu của mình thì mình sẽ có kết quả em nhé. Ok. Mình sẽ còn 8 phút nữa các bạn nhé. Dành cho những cái bạn mới nha. Bạn Phương Thảo Võ, bằng cách nào con có thể có 5.000 điểm mỗi tháng trong công việc kinh doanh cùng Nui Skin? Các bạn hỏi là các bạn phải hành theo nha. Các bạn hỏi có được câu trả lời rồi mà các bạn không hành thì chắc chắn nó cũng không có tạo kết quả nha. Bằng cách nào Phương Thảo Võ có được 5.000 điểm mỗi tháng đến từ công việc Nui Skin? Ok. Sức mạnh của mình là cái gì? Mình đang thử sức nè, thành nè ha. Bằng cách nào Phương Thảo Võ có được 5.000 mỗi tháng đến từ Nui Skin? 5.000 điểm mỗi tháng. Sự nguyên bản có nghĩa là sao chép nguyên bản ha. Sự sao chép á, nguyên bản là sao chép. Bằng cách nào Phương Thảo có thể có được 5.000? Điều gì làm tôi toàn vẹn? Ok, tấm hình nè. Sức mạnh của mình là cái gì? Mình phải ra đấu nha, có nghĩa là mình phải dấn thân nha. Mình phải ra chiến trường, mình phải đấu vật, mình phải không có sợ ha. Sức mạnh của mình là cái gì nha? Và mình luôn luôn làm theo những cái khuyên bản. Khuyên bản có nghĩa là nó giống nhau, copy những người tiến trên hay là như thế nào đó ha. Mình phải học và copy những người tiến trên. Điều gì làm tôi trọn vẹn có nghĩa là những cái điểm mạnh của tôi là cái gì? Điểm mạnh của tôi là cái gì? Tôi đem cái điểm mạnh tôi ra để tôi vận dụng nó trong kinh doanh. Và làm theo những cái điều gì mà ở trên đưa xuống, hoặc là những cái gì mà mình cảm thấy hay, mình copy người ta. Và cái này thì không có cái sáng kiến gì trong này hết. Câu trả lời này là chỉ có là dùng cái sức mạnh của mình. Cái gì mình học được thì mình sẽ dấn thân vào, mình phải đưa sức ra, thì mình phải làm thì mới tạo ra kết quả nha. Đây là làm nè, và làm hết sức hết lực của mình luôn nè. Còn cái mặt của người này nè, dùng hết lực hết sức luôn để đấu thì mới ra được cái kết quả nha. Còn nếu không thì chắc chắn là sẽ không có tạo ra kết quả. Ok. Các bạn ơi, bắt đầu từ câu bằng cách nào giùm Vân nhé. Bằng cách nào tôi có thể cái gì đó ha. Mình sẽ còn 5 phút nữa nha. Chị Thu Tâm hỏi là
bằng người đàn ông chị gặp có thể làm người bạn đời được không? Chị cho em câu hỏi là bằng cách nào giùm em nhé. Bạn Lan, bạn Võ Thị Lan cũng vậy nhé, cho bằng cái câu hỏi là bằng cách nào ha. Ok, bằng cách nào? Tháng 6 em buôn bán thành công đúng không? Phải, cái đó là câu hỏi của em không? Các bạn đưa ra câu hỏi không có rõ đó. Bằng cách nào tháng 6 em có thể buôn bán thành công đúng không? Giúp Vân nha, là câu hỏi là bằng cách nào nha. Bạn Lan Võ có thể buôn bán thành công trong tháng 6. Đây là tấm hình nha. Vân sẽ trả lời một câu này và một câu nữa là xong nhé. Bằng cách nào bạn Lan có thể buôn bán thành công? Sự sáng tạo. Trong tháng 6 bằng cách nào bạn Lan Võ có thể buôn bán thành công? Tôi biết ơn điều gì? Ok. Tấm hình là một đường thẳng đi tới. Những cái mục tiêu của em là cái gì, em muốn buôn bán cái gì thì em cứ đi tới nha. Mặc dù bây giờ em đi rất là lonely, rất là một mình nha. Em đang buôn bán cái gì đó, làm cái gì đó mà em làm có một mình, em không có làm tương tác với ai hết. Nhưng mà em nên cố gắng hướng về phía trước, đi thẳng về phía trước nha. Ở phía trước rất là cái gì đó chị không biết, nhưng mà hướng thẳng về phía trước nha. Và làm cái gì đó với một cái đầu óc sáng tạo em nhé. Với một cái đầu óc sáng tạo, một cái đầu óc sáng tạo ha. Và làm với cái lòng biết ơn. Biết ơn điều gì đó, biết ơn cơ hội mang đến cho tôi ha, biết ơn ai đó, biết ơn điều gì đó thì nó sẽ giúp em thành công em nhé. Ok. Để em sẽ nghĩ cái câu hỏi của chị Tâm nha, là người đàn ông nè đến với tôi, người đàn ông tôi gặp có phải là người tốt hay không hả? Tôi có thể làm bạn đời được không hả? Cái này nó hơi ok, nhưng mà em cũng thử nha. Tấm hình nha. Người đàn ông chị Thư Tâm gặp. Sau cái chương trình này em có một cái Zoom nha, một cái Zoom họp về bàn làm sự kiện, cho nên là em sẽ không có gặp chị được sau cái chương trình này. Có thể ngày mai chị gọi em, chị Tâm nhé. Sự rủi ro. Ok, ai mà cảm thấy Vân nói đúng hay là cảm thấy có thể giúp các bạn comment giùm Vân ở phía dưới nha. Tôi biết ơn điều gì? Chị ơi, đây là cái câu trả lời nha. Và chị em không biết, nhưng mà em thấy là đây là cái sự rủi ro chị nha. Cái sự rủi ro nha. Tôi biết ơn điều gì? Cái này nó hơi phức tạp và nó hơi khó nha. Ngày mai chị gọi em sẽ đi sâu vào nha chị nha. Em đi sâu vào cái em dùng cái lớn hơn nha. Em dùng cái lớn hơn cái này để em sẽ đi sâu vào để coi cho chị nha. Còn cái này thì nó hơi trả lời chung chung sơ sơ quá. Ok, ngày mai chị Tâm có thể gọi em. Ok các bạn, mình sẽ chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Hết giờ rồi Hương ơi, mình sẽ nói tuần sau nhé. Giúp em câu thứ hai hả? Câu thứ hai của em là gì ta? Ok. Bằng cách nào tôi thi đạt kết quả cao trong kỳ thi công chức giáo viên năm nay hả? Ok, lỡ vậy làm cho em một câu nữa nha. Bằng cách nào em có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi viên chức giáo viên năm nay hả? Công nhân viên chức giáo viên năm nay. Ok, đây là câu, cái hình ha. Bằng cách nào Hương có thể thi đạt kết quả cao trong kỳ thi giáo viên năm nay? Kẹt, hơi khó nha. Bằng cách nào em có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi năm nay? Ta đang chờ đợi gì?
Ok, đây là câu trả lời nha. Một người phụ nữ gì đó, một người phụ nữ đang cản trở em trong cái thi đó ha. Chị không biết nhưng mà đang cản trở em trong cái kỳ thi, và em sẽ gặp một cái số khó khăn nha, khó khăn, và em đang chờ đợi cái gì, em đang cái mục tiêu em là cái gì, em đang chờ đợi ai hay là chờ đợi cái sự nỗ lực của mình gì đó ha, đang chờ đợi cái gì để đạt được nó, nhưng mà sẽ nỗ lực em nhé. Cái này nó hơi kẹt một chút xíu, hơi khó một chút xíu, nhưng mà đã biết được nó rồi thì sẽ nỗ lực em nhé, sẽ nỗ lực, mặc dù nó không quá dễ nhưng mà cố gắng đi ha. Chị chỉ coi sơ vậy thôi, nhưng mà mình làm gì cũng phải có cái sự nỗ lực của mình nhé, cộng với cái tu tập của mình nữa thì thì nó sẽ giúp mình đạt được những cái gì mình muốn. Ok, đó là những cái mà Vân chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Vân có cái hẹn 10 giờ đã tới giờ rồi, cho nên là Vân sẽ hẹn mọi người vào thứ sáu tuần sau. Mọi người bấm cho Vân những cái câu hỏi nha, cho Vân những cái câu hỏi lúc mình vô đó, thì ai mà có những cái câu hỏi trước đó thì mình sẽ ưu tiên cho các bạn đó, và Vân sẽ đi cái dòng thứ nhì nếu mà ai chưa có không có ai mà không có câu hỏi. Và nếu các bạn mà có những cái trường hợp đặc biệt đó, thì nếu Vân có thời gian thì Vân sẽ giúp các bạn những cái trường hợp đặc biệt mà khó khăn hay là cái gì đó mà bế tắc quá đó, thì Vân sẽ giúp các bạn nhé. Ok rồi, chào cả nhà. Các bạn nào mà được Vân comment rồi, được Vân trả lời rồi đó, thì các bạn giúp Vân nha, để coi cái cảm nhận của các bạn như thế nào nhé. Cái này là cũng là một con hai ba chuyện giúp Vân ôn bài nữa. Ôn bài những cái này Vân đã học nhưng mà lâu quá thì không có nhớ, cho nên là đây là giúp các bạn mà cũng là giúp Vân, cho nên hy vọng là những cái này có thể giúp được các bạn giải tỏa được những cái gì đó. Và các bạn nghe những câu trả lời của Vân thì các bạn cố gắng làm theo, là tại vì Vân biết nó rất là lợi hại các bạn, rất là lợi hại. Và mong các bạn mong cái này nó có thể giúp được các bạn. Hẹn gặp lại kỳ sau các bạn nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn mọi người. Bye bye.